cùng cắm hoa với mình nhé. Hôm nay mẹ thật là mẹ mới cấy rồi. Đừng làm mười cấy. Hả? Năm mươi cấy. Mà chú cần để đi lộn.
vỡ cái hộp đi nhá. Được không mẹ ơi? Ồn Tôm ơi. Tôm. Ồn lắm. Cứng mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé.